Mới đây tại Đà Nẵng, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet đã tổ chức hội thảo vai trò của thương hiệu quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại ông Đỗ Kim Lang cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh và lợi thế so sánh. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra như thiếu chiến lược xuất khẩu bền vững, những tranh chấp thương mại quốc tế về thương hiệu vượt quá khả năng giải quyết của một doanh nghiệp. Do đó, nhà nước sẽ cùng với các doanh nghiệp xây dựng các chương trình hành động cụ thể để tăng cường năng lực cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm được lựa chọn, hướng tới ba giá trị cốt lõi của chương trình là chất lượng đổi mới, sáng tạo, năng lực lãnh đạo. Hội thảo đã tập trung giới thiệu về chương trình thương hiệu quốc gia, các nội dung hỗ trợ của chương trình cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực và các doanh nghiệp đến năm 2020. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu của các nước phát triển, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình thương hiệu quốc gia năm 2015. Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã nhận thức rõ hơn vai trò của việc xây dựng thương hiệu, đưa thương hiệu quốc gia Việt Nam vững mạnh trên thị trường trong nước và thế giới.